Rồi, cơ khí Nam Bon xin mến chào cô chú anh chị các bạn nha. Hôm nay xưởng sản xuất xong thêm một con máy chạc nữa các bạn. Máy chạc và con máy phao đựng nước cũng sắp sửa hoàn thành nha. Đây, trước mặt mình đây là con máy chạc nè. Trước mặt mình là con máy phao đựng nước nha. Đó. Cái con chúc của máy phao vậy đó, con máy chạc là đằng đó. Đằng cẩu lên xe, đằng dao đó các bạn. Có cái cẩu. Còn ở đằng đó là một con máy sới bên bông đích Isuzu 3.5 các bạn đang mà có khách để tham khảo sản phẩm của cơ khí Nam Bon. Cô ơi. Ô. Cậu lên xe lên ngay đây. Đây các bạn, đây là cẩu xe này lên nha. Đó các bạn, chiếc xe ba gác là lên chở cái máy chạc này các bạn. Gỡ bánh ra. Rồi, top. Bỏ trong thùng đó, ốc bỏ trong đó, trong cái thùng đó. Rồi sẵn đây mình quay tiếp cho đọc các bạn xem nha. Ở đây con máy này Isuzu 3.5 đây, bây giờ chủ máy là đã tới chỗ để lấy con máy này các bạn. Còn tài xế đứng đó là để là giao máy luôn á, lên xe là giao luôn cho bây giờ con máy này đã bắt cái bánh hơi và bánh lòng vô bạn, cẩu lên luôn rồi đó. À, lên xe giao về Sóc Trăng các bạn. Cái con máy Isuzu nè, đợt trước mình quay có một clip mình quay test ở trong đồng nữa bạn, là nó đó. Bữa nay chủ máy lên lần lấy. Nó xài cặp về inox là cái bề gáy bề bản của nó là 65. Cặp về 65, cái chụp bông chới bằng inox luôn. Logo của Nam Bon đó. Con máy này chuẩn bị lên xe nha.
Mày đi lết lên rồi. Lết lên. Cái đồng chạy là cái đó là xuống đó, cái bánh anh này nó không có cho nó lao quay, nó hỏng luôn, nó hỏng đánh luôn. Đây các bạn, nãy giờ qua cái khâu kiểm tra xong rồi đó, bây giờ thử máy test công sới chạy tới chạy lui và ben cái bông và cái trượt làm hoàng chạy tắt đó, bây giờ chỉ còn dê xe vô là cẩu lên xe nha các bạn. Đây là hai dòng khách lên thăm khảo máy các bạn.
Rồi vậy đã xong rồi đó, không khí nồng bon. Cũng xin chúc quý khách và cô chú anh chị các bạn nhà máy tốt lành nha. Mình kết thúc video đây, hẹn lại video sau. Bye bye.